Thơm thế chị, thơm ngon quá nhở. Vâng. Lần quay này bán xe hết rồi chú. À còn nhiều à. À đang quay trên kia đấy nhở. Vâng. Chị bán cho anh 250 anh ơi. Thế thôi. Trong này bán đắt thế anh. Vâng. Ngoài kia 700 ấy. Quay này còn nóng ngồi đây này. Bác chỉ lên anh, chặt sát cho sứa xuống. Ngon luôn kìa. Cái này ngon đâu. Con này con này làm đầy. Thì chưa. Đấy. Bác tiền cân. 250. 220 nhá. Thích kìa. Thích nhiều không? Cân. Em thấy 1 cân thôi, bán. Bán 3 cân còn. Bác chỉ đi. Cái lợn quay làng hả anh? Vâng. Em cứ tưởng là cứ thử đi. Nhưng mà hơi đỏ anh nhỉ? Không phải đỏ đâu anh ạ. Hai cân nữa. Nó hơi đỏ. Cái xương. Xương của nó. Xương của nó phải đỏ một tí mà. Mình ở dưới xuôi mình không ăn được lợn mỡ này. Nhưng mà người dân trên này kia nó mỡ rồi. 220 nhá. 220 này 2 cân này. Đây miếng này nhá. Ồ, đây là ngon. Gửi thế nào? Cứ làm cái đầu không? Cho, được chưa? Cho hay gì đây? Sống người ta phải làm đây. 2 cân nữa được chưa? Không. Đây nhỏ đây nhỉ. Một con, bảy con, tám con. Mua lên đi mày. Hết
chỗ ngồi này à? Hôm nay mà chui về đến đây mà ai mà tìm thấy, hay có số máy thì tìm vào đâu. Cứ bảo có cây đao dưới thôi, có được lên đây bao giờ đâu. Ở chỗ này rộng hơn nhỉ. À, cái này vừa đưa vào lò nhỉ anh? À, vâng. Bên kia sắp được rồi đấy nhỉ? Vâng. Hội ở đây đông thế nhỉ? Năm nay không đông mấy đâu. À, không đông mấy á? Em muốn thấy như thế này là nhiều rồi đấy. Vâng. À. Năm đây là chín hết đấy. Vâng. Năm ngoái là chật hết đường rồi. À. Chắc hay là chắc là chưa kịp về hoặc là mưa thế nào ấy nhở? Vâng. Cái này nứt hết ra rồi cái gì nhỉ? Cái này là nạc quá anh ạ. Ừ, chắc nạc quá thôi nhỉ. Nạc quá là nó... Nhưng mà như thế mới ngon nhỉ? Quay nhiều thế chị hôm nay? Chứ anh hơn chục con mà. À. Cái này vàng nhanh thế nhở anh? Bình thường quay cái này con tầm khoảng bao nhiêu cân hả anh? Đó, con to con nhỏ đó. À, con to con nhỏ. 40 cân là vừa nhỉ? Đạt 40 cân. À. Sợ to quá quay nó lại không chín tới nhỉ? Có chứ. Vẫn chín nhưng mà nó lâu. À. Con tầm 45 đến 50 cân là được nhỉ? À. Nhiều quá thì nó... Hãy subscribe.
lần quay ở Lạng Sơn này ai cũng khoái nhở, cứ đến là mua. Cứ đến đây là mua. Hầu như là ở hội nào cũng có. À, hội nào cũng có mà mua. À đúng rồi. Còn là một tiếng nữa. Đấy con vừa phanh ra kìa, vừa chặt kìa. Chắc vừa ra giờ vừa chấn lên. Nóng hồn, nóng hồn. Hay con vừa phanh ra kìa nhá. Còn đéo là được anh. Đấy cái tủ hoa nó ngon rồi. Đêm, giờ vừa quay cho anh chụp cho em. Chờ, con kia cho kia. Chuyển nghề. Đi làm lượn quay được đấy anh. Nào. Cho nó xà cần tí nó lấy mấy chục đấy anh ạ. Thôi chưa? Em đây chuẩn bị anh ơi. Có cái gì mấy anh em ơi. Anh đi công ty. Anh đi công ty hả? Vâng. Đây con kia nóng này, con kia mới ra. Có thể đi nhiều nhà bánh nhiêu? Chắc phải mua thêm bánh phở hay bánh mì nữa. Lượn quay ngon thế anh. Con này quay xong rồi anh. Vâng. À. Cái này lấy cái lá măng mật vào trong hả anh? Vâng. À. Okay.
Cái này là lên màu hả anh? Dừa luôn à? Sạch được. À. Oh, you said that day.